Con xin kính chào các bạn. Kính chúc các bạn một ngày thật vui. Và bài hát tiếp nối con xin gửi đến là nhạc phẩm Anh Là Tất Cả của Lam Phương. Vì lời xa từ lúc anh ra về. Ở nhà chờ hạt đi vào đường thẳng chẳng mãi đây anh lại thắm ước nguyện tròn một đời làm tình luôn luôn có tôi. Làm sao quên được phút giây ban đầu, cầu mong sao cho trời sáng đến giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo. Mãi mãi gần nhau.